sáng nay ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đã có chuyến kiểm tra thực tế một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện hòa vang đến kiểm tra mô hình trồng nấm sò, nấm đông trùng hạ thảo, linh chi của cơ sở sản xuất nấm Quỳnh Tâm, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để mô hình phát triển đúng định hướng trở thành điểm nhấn trong khu vực kinh tế tập thể của xã Hòa Phong. Đặc biệt lưu ý đến việc kết nối hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, quảng bá thương hiệu thông qua chương trình Ocof, linh hoạt cơ chế vay vốn, nhất là tận hưởng từ các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ phát triển hợp tác xã để mở rộng sản xuất. Trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện có khoảng 60 mô hình trồng nấm tương tự. Đến kiểm tra mô hình Banarita Flambin Farm tại thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, 115 mô hình thí điểm về du lịch nông nghiệp kết hợp trên địa bàn huyện Hòa Vang. Theo nghị quyết 82 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, các sở ngành liên quan tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn cho đầu tư xây dựng theo đúng quy định, đúng định hướng của đề án, đảm bảo giá trị và lợi ích cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Với Ủy ban Nhân huyện thì chỉ đạo các cái nhà đầu tư, các cái đơn vị là địa phương là thực hiện nghiêm các cái nội dung quy định đề án thì đây là câu chuyện là chúng ta thí điểm cái thương mại dịch vụ trên đất nông nghiệp hoặc là đất đồng lúa à, thì nó cũng có những cái sự khác biệt mà nếu làm không cẩn thận thì nó dẫn đến không công bằng về mặt chính sách ở à, đây là vấn đề xã hội nó có ý nghĩa như thế cho nên cái tổ chức nó cũng ở một chừng mực giới hạn được quy định nào đó thôi chứ mình cũng không thể mở rộng ra hoàn toàn như đất thương mại dịch vụ bình thường được nên là yếu tố này nhà đầu tư cũng phải lưu ý phó bí thư thường trực thành ủy cũng yêu cầu bảo đảm tính an toàn trong quá trình thi công dự án không kiên cố hóa các công trình kết hợp thêm các hình thức tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái cho người dân học sinh các trường học trên địa bàn thành phố